Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại gặp quý vị các bạn với những thông tin nóng nhất từ miền Trung. Đó là nói về ca sĩ Phi Nhung bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng quá xúc động ở sân bay Phú Bài. Và trước khi vào câu chuyện của Phi Nhung thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, là gió giật cấp 10 hướng vào Biển Đông. Đây là một tin không vui đối với là miền Trung. Vì trong những ngày qua, miền Trung đã hứng chịu là mùa là lũ lụt lịch sử đã mấy chục năm rồi, bắt đầu với có một là cái mùa lũ là khủng khiếp như thế này. Thưa các bạn, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và đang tiến vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay tức là ngày 20 tháng 10, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở là đảo Luzon của là Philippines, khoảng 330 km về là phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là giật cấp 8, tức là 60 đến 75 km/h, giật trên cấp 10. Và dự báo là trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo là hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được là 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2020. Đến 7 giờ là ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng là 740 km về phía là Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật là cấp 8, tức là 60 đến 75 km/h, giật trên cấp 10. Trong 24 giờ tới, tức là đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo là hướng Tây, mỗi giờ đi được là 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, tức là 90 đến 100 km/h, giật trên cấp 12. Và trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng là 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, tức là 100 đến 115 km/h, giật trên cấp 14. Trên đất liền hôm nay, tức là ngày 20 tháng 10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to, với là lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi là trên 100mm, ở Nghệ An từ 10 đến 30mm, riêng phía Nam có nơi trên là 40mm. Thật là khủng khiếp các bạn ạ. Vậy là cơn bão là từ Philippines đang đổ vào Biển Đông và hướng về nước ta. Và nó sẽ giật lên là cấp 10, giật trên cấp 10. Đây là tin mới nhất về là cơn bão này. Và thưa các bạn, nói đến là và ca sĩ Phi Nhung thì sáng ngày 19 là Phi Nhung đã là đăng tải dòng trạng thái rằng: vừa xuống sân bay là Phú Bài, tôi đã là chảy nước mắt, tôi khóc vì mừng và cảm động vì tôi nhìn thấy toàn những hành khách phương xa đến đây để đi làm từ thiện cho bà con. Những tấm lòng nhân hậu, tôi rất là hãnh diện. Việt Nam chúng tôi rất yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Những ngày qua, tình hình bão lũ ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh khiến nhiều người theo dõi không thể là kiềm được nước mắt và quá xót xa trước sự mất mát vô bờ mà người dân miền Trung đang phải là trải qua. Nước chỗ nào cũng ngập mênh mông các bạn ạ. Nhất là Quảng Bình, rồi lênh láng chỗ nào cũng như là biển. Và trước hoàn cảnh tang thương trên, Phi Nhung đã khẩn cấp vận động khán giả cùng chung tay ủng hộ để cô đứng ra mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con đang bị là nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Khi nhìn cảnh nhiều gia đình thảm thiết là cầu cứu mạng xã hội vì nước lũ là cô lập, Phi Nhung đã không là khỏi xúc động và quyết tâm phải giúp đỡ bà con bằng mọi giá. Sau thời gian gọi ủng hộ và mua xong đồ cứu là cần thiết, Phi Nhung cùng đoàn từ thiện đã nhanh chóng có mặt tại Huế.
Nói chung là bây giờ là các nghệ sĩ đã là chung tay cùng là như là Thủy Tiên đã là dồn hết tất cả là chung tay là hướng về miền Trung. Và cô là mua là những cái áo phao này cùng với đồ ăn liền và mong muốn bà con có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hiện tại Phi Nhung vẫn đang tiếp tục là đi đến những địa điểm là thiếu đồ cứu hộ và là đồ ăn để nhanh chóng hỗ trợ bà con, tránh những trường hợp xấu xảy ra nếu chậm trễ. Với tấm lòng nhân hậu và tốt bụng của Phi Nhung, khán giả đồng loạt dành những lời khen và tặng chia sẻ với là tới nữ ca sĩ cùng bà con miền Trung. Cả nhà đi nhớ cẩn thận và an toàn nha. Mẹ ơi, giữ gìn sức khỏe, đừng mắc mưa để lạnh nha. Cố lên chị ơi, giữ gìn sức khỏe nhé chị, là xứng danh con Phật. Cố lên em gái yêu, giữ gìn sức khỏe nhé, sức khỏe tốt mới thực hiện được những gì mình cần làm. Cố lên nha em, mọi người dân miền Trung đang đợi tấm lòng Bồ Tát của em đó. Cố lên nha em. Dạ, mẹ và là tụi con nhớ nhẹ lòng rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cục vàng của con. Tất cả đây là những lời comment từ con của là Phi Nhung và những khán giả thân yêu đã gửi lời tới là người nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái này. Phi Nhung thì các bạn cũng đã hiểu rồi, một ca sĩ là rất nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước, và cô là người luôn có tấm lòng nhân ái. Hiện cô đã nuôi hàng chục người con, và Phi Nhung đã là hôm qua xuống sân bay Phú Bài và cũng đã làm từ thiện rồi. Và những câu chuyện rất cảm động đến từ miền Trung, rất là xót xa, những cảnh tượng thật là thương tâm, nhất ở Quảng Bình. Mùa nước lũ năm nay nước ngập lênh láng, ngập tất cả trên là đến nóc nhà luôn các bạn. Và có những người là mới sinh có một tháng thôi, mẹ sinh được đứa con một tháng rồi bắt đầu dỡ ngói ra, chun qua mái ngói, ổng bế con lên. Trời ơi, những cái cảnh thật là nó đau xót và nó ơi là nó thương luôn. Không ngờ năm này là một cái mùa lũ lụt, nó qua quá nhanh, đến quá nhanh, và bây giờ cơn bão đó số 8 đang còn tiến vào bờ. Trước mắt là giật lên cấp 10 rồi và có khả năng mạnh dần lên, giật đến cấp 12 đến cấp 14. Thật là xót xa, không biết rồi sao đây. Lũ rồi bão, chồng bão, thật là khủng khiếp phải không các bạn? Vâng, và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành cùng tôi để hướng về miền Trung, hướng tới là những mảnh đời bất hạnh. Tôi rất là chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp các bạn và quý vị những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và tạm biệt.